Về bất động sản thì họ sẽ hướng đến những cái mục tiêu như sau. Thứ nhất đó là về lãi vốn, thứ hai là dòng tiền, thứ ba là cả lợi vốn và dòng tiền. Đây là những cái mục tiêu của những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ hướng đến. Nhưng nếu mà những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp thì họ đều mong muốn có một cái hiệu quả và đầu tư cao và an toàn, đó là sẽ họ muốn hướng đến đó là vừa lãi vốn và dòng tiền. Thì ở trong cái mô hình kinh doanh đầu tư về bất động sản này thì nó có điều đó. Tôi sẽ lấy ví dụ mà hai. Tiếp đó là cái mô hình kinh doanh này nó rất thực tế so với những cái mô hình khác. Ví dụ bạn kinh doanh cũng là mô hình này, nhưng ví dụ bạn đầu tư về những cái nhà khách sạn chẳng hạn, condotel. Nhưng ở đây là xây nhà chung cư mini cho thuê. Đây là giá trị thực. Tại sao tôi nói thực? Ví dụ bạn xây lên một cái tòa nhà chung cư mini cho thuê ở những cái phần trung tâm thành phố, ví dụ như Hà Nội, thì họ sẽ cái phần bất động sản này nó không quá biến động so như ví dụ như bất động sản du lịch. Như các bạn biết, bất động sản du lịch tất nhiên nó sẽ cao nhưng nó sẽ có biến động vì thời vụ về mùa, nhất là như các bạn cũng biết là cái Covid này nó ảnh hưởng rất lớn. Nhưng khi cái nhu cầu ở đây là cái nhu cầu để xây chung cư mini cho thuê ở những cái trung tâm thành phố thì nhu cầu lúc nào nó có sẵn, lúc nào nó cũng rất rất nhiều. Thì cái việc đó là cái nhu cầu thực sự của nó thì nó vẫn đáp ứng nên cái vấn đề cái đầu tư của bạn là vô cùng an toàn. Tiếp đó là vấn đề hiệu quả trong cái đầu tư. Hiệu quả đầu tư ví dụ thay tiền đó bạn đầu tư vào những cái bất động sản với những pháp lý nó không tốt, ví dụ nghỉ dưỡng đôi khi có một số bất động sản tốt nhưng đôi khi một số không tốt. Nhưng ở đây bạn đầu tư những cái chung cư mini này với những cái pháp lý của chúng tôi cung cấp cho bạn đó là hoàn toàn sạch. Nhìn đến ví dụ như bạn đầu tư những cái dự án đó là về condotel và nghỉ dưỡng, thực sự người ta bán biệt thự này biệt thự kia nhưng bao giờ bạn mới nhận được. Nhưng ở đây đến đây chúng tôi cung cấp cho bạn, thứ nhất là cái giấy tờ pháp lý đầy đủ chuẩn, thứ hai là bạn nhìn thấy nhà, đây là nhà đã xây xong rồi, thứ ba đó là bạn thấy nhìn người thuê ở trong đây. Thì những cái bất động sản thuê chung cư mini của chúng tôi cung cấp cho bạn đó là những cái người ở thật và nhà thật và sổ đỏ bạn cất kép được, đó là những cái giá trị thực tế bạn sẽ nhận được. Tiếp đó là cái mô hình kinh doanh để một cái bất động sản là nó có hiệu quả và bền vững và an toàn hay không, thì đây thì cái mô hình kinh doanh trên bất động sản đó là vô cùng quan trọng. Mô hình kinh doanh trên bất động sản này đó là nhập những cái người thuê, thì đây là cái nhu cầu về tối thiểu của con người. Ví dụ như bạn ăn ở, kể cả ví dụ bạn không có việc làm bạn vẫn phải ở, nhưng kể cả nhưng với cái trường hợp ở đây cũng ở, nhưng nếu muốn đi du lịch tôi khẳng định khi bạn không có tiền thì chắc chắn bạn sẽ không đi du lịch. Nhưng khi bạn ở thành phố thì bạn muốn đi làm thì bạn phải có chỗ chỗ ở thì bạn mới đi làm, bạn phải có chỗ ngủ, nên cái việc nhu cầu cái mô hình kinh doanh đặt trên bất động sản nó là cực kỳ an toàn. Nên cái việc vấn đề là bạn đầu tư về cái bất động sản này nó rất an toàn, và đặc biệt nữa là khi bạn bỏ số tiền ở đây thì thông thường những cái chung cư mini được xây ở trong những cái khu vực nó sẽ không phải quá mặt đường, mục đích nó sẽ tối ưu cho vấn đề là cái giá. Ở đây là ví dụ cũng cái diện tích đó, nếu mà bạn đầu tư bạn mua những cái bất động sản ở ví dụ như mặt đường nó sẽ rất đắt, nhưng bạn mua một cái bất động sản ở trong ngõ để xây chung cư mini cho thuê thì giá nó sẽ rẻ hơn. Nhưng thực tế rẻ hơn nhưng đồng nghĩa cũng không phải là cái việc mà bạn cái hiệu quả đầu tư của bạn không cao, nhưng thực tế nó còn cao hơn cả. Nếu bạn biết cách vận dụng, biết cách đầu tư thì nó còn cao hơn cả những cái bất động sản mà ngoài mặt đường. Tiếp sau đây thì mời các bạn tham quan những cái dự án thực tiễn của chúng tôi đang triển khai và thực hiện và cần bán.
Ở vị trí này thì để toàn bộ đó là về công tơ cho các phòng. Và hệ thống điều khiển. Đây là vị trí phòng cháy chữa cháy này, bảng chỉ dẫn này. Về hệ thống tòa nhà đều bố trí đó là phòng cháy chữa cháy, về hệ thống tủ điều khiển trung tâm, điều khiển các thiết bị điện, hệ thống an toàn khác. Các bạn cũng nhìn thấy rất thiết kế rất chỉnh chu và chuyên nghiệp. Đây là hệ thống phòng cháy chữa cháy. Chủ đầu tư rất trang bị đầy đủ và tuân thủ những cái quy định của việc về vấn đề xây dựng và an toàn, nên cái việc mà những cái người ở đây thì cũng rất đảm bảo trong cái việc vấn đề sinh sinh về cái việc mà ở đây. Đây là cái tầng 1 của cái tòa 123 mét vuông. Đây là khu vực vệ sinh của tầng 1. Khu vực này sau này sẽ để xe. Trong tòa nhà thì gồm có cầu thang máy và một cầu thang máy và một cầu thang bộ. Ở đây là một cái phòng điển hình trong cái tòa nhà này, thì các bạn cũng thấy có trang bị đầy đủ các trang bị nội thất, như đó là khu vực bếp này, giường này, tủ quần áo này. Thiết kế đó là màu trắng này kết hợp với màu vân gỗ. Các điều hòa thì trang bị đó là thương hiệu Copper. Đây là giường sắt 2 tầng. Nên là một cái căn hộ này các bạn có thể ở được 4 đến 5 người đều được. Đây là khu vực bếp nấu ăn. Mặt đá rất sang trọng, chậu ở đơn. Đây là cái tủ quần áo. Ở đây là cái khu vực nhà vệ sinh có trang bị tiêu chuẩn, đó là sen chậu bệt bình nóng lạnh. Đây là một số cái phòng hiện tại chúng tôi cũng chưa hoàn thiện xong. Cơ bản là các phòng nó sẽ giống nhau. Có tủ bếp trên và tủ bếp dưới. Đây nhà vệ sinh các phòng khác. Rất gọn gàng, sạch sẽ đẹp và những cái thiết bị rất mới có. Rất sang trọng. Ở đây thì tất cả các thiết bị trong cái tòa nhà này đều được chủ đầu tư đó là trang bị mới hoàn toàn. Ví dụ như chăn ga, gối lệm này. Các thiết bị như bếp này, chậu rửa này. Nó được được hiểu như là một cái căn hộ nhỏ cho hộ ở gia đình hoặc người có gia đình. Với cái doanh thu dự kiến trong cái tòa nhà này sẽ là khoảng 2 tỷ trên một năm. Đặc biệt ở đây những các phòng đều có cửa ô thoáng, đón gió và không khí ánh sáng, giúp cho những cái người ở trong phòng rất thoải mái và dễ chịu.
trang bị tất cả các thiết bị như wifi này, các thiết bị ổ cắm này, tiêu chuẩn. Ở đây là cái tòa nhà này được thiết kế có một đơn vị thiết kế uy tín lên cái việc tính toán, cái việc sắp đặt về công năng thì rất tối ưu cho cái việc người sử dụng. Ở đây gần như tất cả những cái phòng ấy đều có đó là cửa sổ ô thoáng, đón ánh sáng và gió. Đây như các bạn thấy, đây là một cái cửa. Các thiết bị ở trong phòng đều những cái thiết bị mới, ví dụ như là tủ lạnh này, giường này. Như đồ gỗ thì dùng đó là chất liệu đó là có chụp ẩm, mặt melamin, các màu vân gỗ và trắng kết hợp tạo cho cái không gian rất sáng. Đây là cái tủ áo hai cánh được chia đợt. Các phòng từ đằng trước đến đằng sau đều có mặt thoáng và ô thoáng và cửa sửa và cửa sổ lùa. Nên cái việc đón gió và không khí rất thuận lợi ở lưu thông cho cái toàn cái tòa nhà này. Ở phòng này sẽ là cái tủ áo là ba cánh. Các thiết bị các bạn nhìn thấy là mới có.
Ở trên một mặt bằng thì tòa này bố trí đó là mỗi mặt bằng là có 4 căn hộ khép kín. Cơ bản cũng diện tích nó thay đổi không nhiều, cơ bản nó sẽ giống nhau. Đây là một cái phòng điển hình. Nó khác với phòng khác là phòng này nó không dùng một giường tầng nữa mà dùng giường đôi. Về bộ bếp thì cơ bản cũng giống các phòng khác thôi, nhưng mà nó khác về cái giường.
lượng hoạt động kinh doanh. Môi giới bất động sản, mua bán và cho thuê bất động sản dòng tiền. Tư vấn đầu tư bất động sản cho thuê. Sản xuất thi công nội thất. Thiết kế nội thất bất động sản cho thuê. Thiết kế kiến trúc bất động sản cho thuê. Thi công xây dựng. Bạn hãy đăng ký ngay kênh để nhận được những video mới nhất từ tôi.